Vâng, em đang trực tiếp bàn giao cho khách hàng đến trực tiếp cửa hàng em lấy cái mẫu quạt điều hòa nhé. Cái này gài vào thắt lưng nhé, không cần dùng áo nhé. GF500A đây, 20.000 mAh nhé. Con này thì dùng liên tục được 15-20 tiếng đây. Lúc mà mình sử dụng thì việc gài vào trong cái chỗ thắt lưng quần thôi. Đấy. Xong rồi đây nhé, đây bên này nó sẽ có nút công tắc nguồn này, báo điện này. Dần dần xuống bật xuống dưới thì mình chân đạp nhé. Còn bên này thì là công tắc số này, 1, 2, 3 số này. Đấy, bật số trước này, tùy theo mức chỉnh phù hợp mình nhé. Sau mình sẽ phủ cái áo vào đây. Đây. Rất là thích hợp với các bác mà làm việc ở ngoài trời đấy. Đây này. Rất là ok. Cái này nó có một cái ưu điểm là mình sẽ không cần phải sử dụng đến cái bộ áo điều hòa để kèm theo nhé, mà mình sử dụng tất cả các mẫu áo đều nào cũng được hết nhé. Các bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Cái này thì ở sau lưng được mà trước cũng được, hoặc là các bác có thể cho nó có dây nhé, mình đeo trực tiếp vào cổ cũng được. Đây nó có dây này, dây này, dây đeo trực tiếp vào cổ cũng được đấy, dây đeo cổ, dây đeo hông, cái này rất là ok đấy. Đây đeo cổ đấy, không đeo cổ đây. Đây này dây đeo văn phòng luôn. Đấy, dây đeo cổ như là văn phòng luôn rồi. Đấy. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu mà quạt gió điều hòa mà không cần áo này nhá, mà đeo trực tiếp vào dây lưng hay là đeo cổ này nhá. Đeo cổ sau trong này. Ở trong này thì hợp lý hơn. Đấy. Thì cứ liên hệ cho em và qua số em ghi trên màn hình nhá để được tư vấn nhá. Rồi, chào các bác. Đúng mặt bộ ship này.